Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đức Tuấn đăng tải bộ ảnh chụp ở Hội An gây sự chú ý của cộng đồng mạng khi có 3 đến 4 hình ảnh chụp ca sĩ đang đứng ngồi trên nóc nhà của phố cổ Hội An. Một số bình luận phản đối ca sĩ này đứng ngồi chụp hình trên nóc nhà phố cổ Hội An đã được gỡ bỏ. Hiện tại các bức ảnh này cũng đã được gỡ khỏi trang cá nhân, chỉ còn lại một số hình ảnh được chụp ở các bối cảnh khác ở Hội An. Nhiều người cho rằng phố cổ Hội An được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới. Các công trình kiến trúc của phố cổ được bảo vệ và trùng tu theo quy định nghiêm ngặt. Một viên ngói, que gỗ, cục gạch khi sửa chữa, trùng tu di tích cũng phải tính toán rất kỹ, làm sao đó để bảo tồn tính nguyên vẹn chân xác của di tích. Vì thế không thể chấp nhận được các hành động chà đạp lên di sản như thế này. Theo quy chế bảo vệ di sản Hội An, hành vi này đã xâm hại di tích, ảnh hưởng tới kết cấu và an toàn mái nhà. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An Nguyễn Văn Lanh cho hay, đã cho cán bộ văn hóa xác minh chủ nhà là ai, vì sao lại để tình trạng này xảy ra, hành vi của ca sĩ này có làm bể ngói hay không. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, Quảng Nam cho biết đã nắm được thông tin về bộ ảnh của một cá nhân thực hiện ngay trên mái nhà cổ Hội An. Thành phố đang yêu cầu các đơn vị xác minh làm rõ. Trước đây cũng có một số du khách, người dân đứng ngồi nằm trên góc nhà của phố cổ Hội An chụp hình. Thậm chí có cặp đôi leo lên nóc nhà của phố cổ Hội An để chụp hình cưới. Nhưng đây là lần đầu tiên một người có tầm ảnh hưởng giới trẻ như ca sĩ Đức Tuấn lại thể hiện hành vi phản cảm đứng ngồi trên nóc nhà của phố cổ Hội An để chụp hình. Dưới đây là một số ý kiến bình luận nổi bật của cư dân mạng xung quanh vấn đề này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mời Đức Tuấn lên xử phạt là đúng, nhưng phải mời luôn chủ ngôi nhà cổ đã đồng ý cho du khách trèo lên mái nhà chụp ảnh, quay phim. Có thể chủ nhà đã dùng ngôi nhà cổ này phục vụ du khách vì mục đích thương mại nên có thu tiền, kể cả cho leo lên tận nóc nhà. Trời nắng chứ phải bão lụt gì mà leo lên tận mái nhà. Leo lên mái nhà ở Hội An chỉ có trong trường hợp thiên tai bão lũ, nước dâng mà người dân không còn cách nào khác là leo lên mái nhà tránh lũ thôi. Trước đây có một cô gái leo lên mái nhà ở Hội An chụp ảnh rồi, dư luận đã lên án quyết liệt, vậy mà ông này lại mắc sai lầm lại, phải phê phán hơn nữa để không ai còn mắc lỗi sơ đẳng này. Ca sĩ là hoạt động nghệ thuật trong lĩnh vực văn hóa, nhưng đứng ngồi chụp hình trên mái nhà phố cổ là chà đạp lên di tích văn hóa, là hành vi phi văn hóa. Đây mà là một ekip thì cho thấy cả ekip chẳng có một chút kiến thức gì về văn hóa nghệ thuật cả. Phản cảm quá, tấm ảnh này chắc chắn gây bức xúc cho nhiều người. Đừng nghĩ nổi tiếng mà muốn làm gì thì làm. Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 10 năm 2024 tại Hoàng Thành Thanh Long. Trong đó, lễ khai mạc diễn ra vào ngày 4 tháng 10 tại sân khấu Quảng trường Đoan Môn, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thăng Long, Hà Nội. Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật Tinh hoa áo dài gồm 3 chương: Lịch sử vàng son, Nhịp cầu giao thoa và Hành trình lan tỏa. Chương trình nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và hiện đại với không khí, cảm xúc, khám phá và trải nghiệm. Đặc biệt, tái hiện hành trình lịch sử 70 năm giải phóng thủ đô với hình ảnh tà áo dài Việt Nam làm trung tâm chủ đạo. Một trong những điểm nhấn là Carnival áo dài sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 10, sẽ thực hiện diễu hành theo lộ trình từ Quảng trường Đoan Môn, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Hoàng Thành Thăng Long. Bên cạnh đó, lễ hội còn có không gian triển lãm áo dài với các nội dung áo dài từ xưa và nay trong các văn hóa của người Việt Nam. Áo dài với bạn bè và du khách quốc tế, áo dài trong các hoạt động du lịch, không gian văn hóa nghệ thuật kết hợp với trình diễn áo dài. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội các trường đại học, Cao đẳng Việt Nam và gia đình cố giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 1987-1997 đã tổ chức buổi ra mắt hồi ký Đã là thuyền phải ra khơi của cố giáo sư. Hồi ký dài 477 trang, gồm 3 phần và một phụ lục về một số hình ảnh của giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Quân. Hồi ký và độc giả cho biết thêm về suy nghĩ, tâm sự cuộc đời của những ngày còn thơ bé ở quê nhà Sóc Trăng đến những trăn trở, tư duy đổi mới đi trước thời đại.
những ý kiến về đổi mới giáo dục nước nhà. Cuốn sách cũng đăng tải nhiều tác phẩm thơ, nhạc của cố giáo sư. Hồi ký đã là thuyền phải ra khơi, còn bày tỏ sự trân trọng, biết ơn của cố giáo sư đến các thế hệ lãnh đạo, đồng nghiệp, học sinh, sinh viên đã tạo điều kiện phát triển nền giáo dục Việt Nam. Từ đó nung nấu ý chí, dám nghĩ, dám làm, tâm huyết, tận hiến cho nền giáo dục của cố giáo sư và giáo viên Việt Nam. Thưa quý vị, gần đây miệt thị ngoại hình hay còn được gọi là body shaming là một trong những chủ đề nóng trên mạng xã hội. Đây là hành vi sử dụng ngôn từ hoặc lời nói quá giới hạn để nói xấu, đặt biệt danh, chỉ trích về ngoại hình để đe dọa, xúc phạm người khác. Những tổn thương về mặt tâm lý nếu không được điều trị kịp thời, nhất là ở thanh thiếu niên, học sinh, sẽ gây ra tác hại nghiêm trọng đến tâm lý cũng như chất lượng cuộc sống của các em. Xấu giống cái nét của người chê thiệt chứ. Cảm thấy thương cái ghế, béo quá. Ủa, không nghĩ em mập vậy. Những dòng tin nhắn, những caption như thế này không hiếm xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Ngày nay rất là nhiều, ở giữa các bạn học sinh ở các cấp học có những cái ganh tị, ganh ghét với nhau, họ có những cái xung đột với nhau. Dần dần thì họ trở nên là nghĩ xấu về nhau và nói xấu nhau. Thì phổ biến hiện nay là do bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội. Các bạn sẽ đăng tải những hình ảnh video clip hoặc là những cái dùng những từ ngữ khó nghe với nhau trên mạng xã hội để bêu ríu và nói xấu nhau trên đó. Các bạn là thiếu nhi, các bạn không nghĩ đó là một cái ngôn từ đó là gọi là bạo lực, nên các bạn nghĩ đó là không sao hết. Đối mặt với những lời lẽ khiếm nhã bình phẩm về ngoại hình hay những lời đùa không giới hạn của bạn bè và mọi người, không ít nạn nhân trở nên tự ti, mặc cảm, dần thu hẹp cuộc sống với mọi người xung quanh. Bị body shaming khi mà bị cái thân thể nặng ký nên con cảm thấy tiêu cực, buồn bã, và con cũng có một thời gian là con đã trải qua giai đoạn trầm cảm khi mà bị chê bản thân, gọi là không có được đẹp như người khác. Con cảm thấy bị buồn mà tiêu cực, bế tắc, con bị bế tắc. Theo các chuyên gia tâm lý, việc dùng một khuôn mẫu hình thể làm thước đo để phê phán người khác có thể gây ra hậu quả tâm lý rất nặng nề. Đặc biệt là với thanh thiếu niên, học sinh, tâm sinh lý vốn chưa phát triển hoàn thiện. Khi là nạn nhân, càng dễ bị kích động, tổn thương, có thể kéo theo những hành động tiêu cực. Do đó, ngoài việc nhà trường và gia đình cần giáo dục, dạy dỗ các em không có lời nói, hành động khiếm nhã với bạn bè, người khác, thì cũng cần quan tâm, chú ý đến những em có biểu hiện lạ, thường là nạn nhân của vấn nạn này, để giúp các em tự tin, nâng cao giá trị của bản thân. Giáo viên trong trách đội cũng phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc mà quản lý các em học sinh về cái thời gian mà các em được tham gia trên không gian mạng. Liên đội cũng thành lập một cái đội là xung kích trên không gian mạng để kiểu như là báo cáo kịp thời các sự việc xảy ra. Cái người bị bạo hành thì các bạn cần có cái lối sống tích cực, suy nghĩ tích cực, giá trị bản thân, nâng cao các năng lực cá nhân, nâng cao và tạo nên những cái môi trường để mình phát triển những cái năng khiếu. Thì các bạn tập trung vào đó rồi thì các bạn sẽ không còn tập trung vào những cái bên ngoài nữa, mà các bạn tập trung vào năng lực cá nhân. Rồi từ đó các bạn sẽ hình thành xây dựng hoặc là nghĩ tới cái ước mơ, cái tương lai để tập trung vào đó để mà phát triển. Trước thực trạng ngày càng phổ biến của vấn nạn bạo lực ngôn từ, miệt thị ngoại hình, các địa phương đang phối hợp duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tư vấn tâm lý học đường, tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền, các diễn đàn nắm bắt tâm tư, suy nghĩ của học sinh để có sự định hướng kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi và biểu hiện tiêu cực liên quan.